ตอนเด็กหมดมาอะไรเลยลิงยี่ลิงยี่โอ้ยเอ้ยเมตาดิทีได้อยู่งูหมูเฮ้ยเอ็งเกอร์ให้เราตัวมันเจอเถอะรู้ไม่ใช่เพนเลยดิเออเจอดิรอยเห็นไหมเนี่ยกำลังสั่งเยอะรอยสั่งสั่งรอยโอ้ยไปบ้าก็ได้Hacker này là tổ của tớ mà. À đúng rồi. Cặp bộ Robert này thì cậu thích loại nào Hacker? Tớ thích nhất cục Robert xoắn ốc này nè Su Hào. Vì nó lạ lắm bắt mắt ghê. Ờ, nếu cậu thích thì tớ cho cậu cục đó. Ờ, thì cảm ơn Su Hào nhiều nha. Ờ, không có gì đâu. Su Hào ơi, cậu ở nhà không? Su Hào. Ê, cậu ngồi đây chờ tớ tí nhé. Tớ đang mở cửa lại. Okay, okay. Ờ, chờ tớ một tí nha. Ờ, Linh Nhi của cải. Ờ, có gì của hai cậu. À, tớ 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 chơi đây. À. Su Hào, mà cậu đang làm gì ở nhà vậy? Có gì chơi không? À, tớ đang chơi Rubik Hacker trong nhà nè. Trời ơi, vậy không rủ tụi tớ qua chơi. À, thì trời mưa mà tớ sợ hai cậu qua bị ướt nên không rủ. Chứ không phải con mới nói cậu không thèm chơi với hai bọn tớ hay sao? Đúng rồi đó. Làm gì có chuyện đó. Thôi hai cậu qua đây chơi. Ờ, vậy còn được. Hai tớ vào nha. Hacker ơi, cậu Linh Nhi với cậu Cải qua chơi nè. Cơ hội hôm nay đông vui như thế này, hay là tụi mình thi cuộc thi xoay Rubik đi. Ờ, nghe cũng thú vị đó. Ê, Hacker, cậu chơi không? Chơi thì chơi. Hacker mà, đâu sợ ai bao giờ. À đúng rồi, hay là tụi mình chơi xoay Rubik biến thể 1 phút, 10 phút và 1 tiếng đi. Nhưng mà ở đây có 4 người, sao chơi? Ờ, đúng rồi. À, Linh Nhi nghĩ như thế này nè. Người 1 tiếng á, thường là xoay cục Rubik rất là khó luôn. Nên là Nhi sẽ cho thêm 1 người vô nữa, được không chú Hào? Ờ, cũng được đó. Ê, tụi mình chơi đi các bạn ơi. Ok, chơi luôn. Ở trong những cái cục Rubik này, các cậu nghĩ cục nào một tiếng là hợp lý? Các cậu ơi, để tớ lựa cho. À, cục này nè, siêu khó luôn. Vậy thì 10 phút cục nào đây các cậu? À, vậy Linh Nhi chọn cục tam giác này nha. Ờ, được đó, còn 1 phút để tớ chọn cho. À, hay là mình lấy trái banh này đi cho nó lạ. Ừ, được đấy. Các bạn ơi, trước khi tụi mình bước vào cuộc thi xây Rubik biến thể, tụi mình sẽ đưa cho các bạn hết 5 giây trong vòng 5 giây. Các bạn hãy kéo xuống phải lá cho video này nha. Cục Linh Nhi đếm nào. 5, 4, 3. Đó là chuẩn bị các phiêu thăm rồi nè, bây giờ tụi mình bốc đi. Ok. Đây. Sẽ bốc cái này. Trời ơi, tớ đúng cái phiêu thăm một tiếng này. Wow. Mà được cộng thêm một người phụ, hy vọng lần này là Hacker hoặc là Su Hào thì ngon. Không phải đâu, là Linh Nhi nè, Linh Nhi là người phụ của cô Cải nè. Trời ơi, Linh Nhi không biết quay Rubik đâu, thế là có gì không? Ai có gì không? Sao nữa? Theo cậu hả? Cô tớ 1 phút nè. Còn cô tớ 10 phút nè. Ê, vậy theo thứ tự của chúng ta là Su Hào đi trước nè, xong rồi tớ Hacker nè, xong rồi tớ có gì đâu vui, đồng đội không biết chơi thì phụ cũng như không à. Cũng cả nói gì là sao, Linh Nhi không phụ nhiều thì cũng phụ ít vậy. Thôi bây giờ tụi mình chơi đi. Ok, để tớ xóa Su Hào nha. Đây. Đây, Linh Nhi đã xáo tất cả các mặt của hình tròn này rồi nha. Su Hào, tớ đưa cho cậu nè. Rồi. Cậu nhìn xong chưa? Xong rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Còn 5 giây cuối cùng. 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi bây giờ Linh Nhi sẽ kiểm tra các mặt của Rubik nha. Màu cam nè, màu hồng, màu vàng, xanh lá nè, tím nè, đen, đỏ. Hai màu này chính xác nha. Ok, và vấn đề là thời gian. Thời gian là 1 phút 02 giây. Ồ, như vậy tớ có thắng không các cậu? Hồi nãy là do Linh Nhi bấm chậm thôi, chứ thực ra Su Hào kết thúc ở 59 giây đó. Tớ cũng thấy như vậy đó. Vậy thì tớ tuyên bố vòng 1 Su Hào chiến thắng. Yeah. Vòng 2 sẽ là lượt thi đấu của Hacker. Bây giờ tớ sẽ xả một bit cho cậu nha. Này Hacker, tớ xả cho cậu xong rồi nè. Bây giờ cậu xoay đi. Ok. Rồi. Ờ, cậu sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng. Tớ bấm giờ nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Thời gian mới là 44 giây thôi. Wow. 10 phút mà nó xoay có 44 giây. Thì bây giờ cái cục 1 tiếng này mình chắc xoay cả ngày quá. Không có đâu, có Linh Nhi phụ của cải. Cậu xoay cả ngày trong vòng mà chừng 20 phút là xong mà. Có Linh Nhi chắc xoay 1 tháng á.
Rồi, bây giờ vòng cuối cùng Linh Nhi với cục cải sẽ xoay cục này nha. Ê, để tớ sáo cục này nha, cậu nghe cục cải. Thì đưa cho Su Hào đi. Cậu sáo bao giờ tớ mới giải được. À, thôi được rồi, để tớ sáo cho. Rồi, tớ sáo xong hết các mặt rồi nè. Bây giờ cậu xoay đi. Ù chà, khó dữ thế. Ê, Linh Nhi. Hả? Cậu biết giải cái mặt 22 không? 22 hả? Đâu, đưa đây. 22 nè. Trời ơi, tưởng chuyện gì? Không biết giải. Trời ơi, thế mà cũng mày đặt. Thế cậu biết giải cái gì? Xích tờ bóng. Xích spot. Xích bóng. Ừ, đúng rồi, vậy biết cậu giải xích bóng rồi. Mày qua cái này chắc tớ tự thân vận động hết luôn chứ cả nhờ Linh Nhi nữa đâu. Để xem nào. Ừ. Ê, để tao bấm thời gian cho cậu nha. Ờ. Đó. Đó, tao không biết phụ bộ phụ bấm thời gian. Thôi cũng được. À, đầu tiên tớ sẽ giải cái mặt đáy này trước này. Ờ. Ê, cái này mặt này là mặt đầu sao mặt đáy? Mặt đáy mặt nặng, đây này. Thì cậu xoay lên đầu đây là mặt đầu rồi. Trời ơi, muốn làm mặt đáy thì phải xoay nó ngược lên đây để nhìn chứ. Xong mình mới úp xuống, hiểu không? Thì xoay lên nó sẽ là mặt đầu, còn đứt là đáy. Mệt quá, thôi kệ tớ đi. Ê, cậu cãi, bấm không cậu cãi? Không. Uống sữa không? Không. Uống nước không? Mà cậu im lặng đi để tớ làm thế nào? Đang giải. Cậu thôi, cậu lung tay cậu giải không được, quan tâm một xíu. Cậu nói nhiều á, làm tớ không giải được á. Ê Linh Nhi, khát nước quá à? Lấy tớ miếng nước đi. Đi, mệt quá à, nhanh. Hồi nãy cậu cứ tớ im, tớ im, bây giờ cậu chửi gì nữa? Ờ, thì tớ tính nhờ. Ê, cậu cãi nước của cậu nè, này. Ờ, cảm ơn. Ê, tới giải được cục 2 bên trong này này. Ừ, giải tiếp đi. Ê, còn cái phần bên ngoài này giải vòng này. Linh Nhi cho cậu giải. Tao đâu biết giải đâu. Cái màn ảnh này mọi người coi cậu giải hả? Vô tích sự. Tao đang nói cho cậu đâu còn chưa vô tích sự gì nữa. Tao giải đi. Để tới giải nha. Xoay được một mặt này này. Đó. Giỏi, 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 giỏi. Rồi. Thôi, cậu xoay tiếp nha, tao ngủ rồi. Video của mình sẽ khép lại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bây giờ thì bye bye.